Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 20 tháng 4 thì cửa Xuân Đỉnh lại tiếp tục giới thiệu đến các bác hai cái mẫu loa mới về tại cửa hàng. Thì video này cửa Xuân Đỉnh về cho các bác là dòng loa Buxell của hãng Pioneer. Model của dòng này là Pioneer SX50. Loa này thì được sản xuất từ những năm 1980. Và đây là một trong những dòng loa rất là đáng chơi của hãng Pioneer nếu như đánh giá về những cặp loa Buxell. Và loa này thì thiết kế rất là dị dạng. Từ những cái phần vỏ cho đến kết cấu của loa thì Xuân Đỉnh sẽ đi sơ qua chi tiết cũng như báo giá công khai để phục vụ cho các bác. Video này thì Xuân Đỉnh chỉ có hai cặp loa thôi. Và bác nào đang cần chơi những cặp loa độc lạ thì cứ alo Xuân Đỉnh. Loa này thì thứ nhất để nói về cân nặng thì cái một chiếc loa SX50 này, từ cái kích thước đường kính chiều cao của nó đạt chỉ có 38, chiều ngang 24 và chiều sâu là 23. Đấy, kích thước rất là gọn gàng nhé. Mà đường kính loa của nó phủ bì là bát 21,5 và một tép giấy. Thì một chiếc loa này nặng là 16 kg. Tại sao nó nặng như vậy? Vì cái phần vỏ ở đây, vỏ của cái này nó là vỏ đá đúc nguyên khối. Đấy, nên bác nào mà cần chơi những cặp loa dị dạng thì alo Xuân Đỉnh. SX50, hôm nay Xuân Đỉnh về được hai cặp giống nhau. Một cặp này thì nó trọng lượng của nó là 32 kg. Thông số của nhà sản xuất họ ghi rõ trở kháng của loa là 6 ohm, công suất của loa là 120W. Và dòng này thì nó có độ nhạy là 90 dB. Bát của nó là bát 21,5 và một tép. Đấy, dòng loa được ra đời từ những năm 1980. Hôm nay thì Xuân Đỉnh về được hai cặp cho các bác. Cặp này là cặp Buxell Pioneer SX50. Đấy, hàng siêu tầm để phục vụ cho các bác. Một cặp loa rất chất lượng. Đây là thông số ở phía đằng sau. Rắc cầu loa model Pioneer SX50, toàn bộ vỏ đá này, mát tay và loa thì rất là nặng. Dòng này thì rất dễ phối ghép, các bác có thể ghép với những dòng âm ly Pioneer đồng bộ như những dòng 7900, 7800, 7600 hoặc những dòng sơn xui, những dòng 607X hoặc là 707 là những dòng âm ly Technic đánh cặp Pioneer rất tuyệt vời. Đấy. Thiết kế rất gọn gàng. Vừa rồi thì Xuân Đỉnh cũng có test nhạc cho các bác trên một nền điện thoại thôi. Còn nếu như các bác nghe nhạc trên điện thoại mà đã thấy hay rồi thì các bác nghe trực tiếp nó sẽ hay hơn gấp 10 lần. Nên ở đây thì Xuân Đỉnh quay chi tiết cho các bác cũng như giới thiệu về sản phẩm và báo giá công khai cho các bác. Cặp loa Pioneer SX50 đang có hai cặp. Thiết kế là lỗ thông hơi phía trước bát 21,5, gân vải xếp, màng giấy, gân vải xếp của những dòng Pioneer thì nó rất là bền. Và một tép giấy ở phía trước này. SX50 góc cạnh vỏ đá nên cái dòng này thì độ bền nó rất là cao, thiết kế đẹp, loa rất nặng. Đấy. Dị dạng nhất là cái kết cấu của loa thì vỏ nó là vỏ bằng đá đúc này. Cái củ loa bát này thì cũng vậy, loa bát là bát xương đúc và củ loa cũng to bằng mặt luôn, cho nên thiết kế của loa lại sao mà cái chất âm của cái cặp loa nó bé xíu xíu mà nghe tiếng bát nó sẽ uy lực như vậy. Đấy, bát 21,5, củ to bằng mặt, gân mút, màng giấy, một tép giấy. Cặp này thì hiện tại cửa Xuân Đỉnh đang giao lưu với các bác mức giá là 4.500.000 đồng một cặp. Hiện tại thì đang có hai cặp, mức giá bán không bao gồm phí ship. Loa Pioneer model của nó là SX50, loa rất là chất. Hiện tại Xuân Đỉnh đang ghép là một chiếc âm ly Pioneer 7800 thường, nghe rất là chắc tiếng. Bát đánh rất là uy lực luôn. Cặp này các bác chơi rất hay với những diện tích phòng từ 30-40 m², thiết kế loa rất là dị dạng. Cái phần đá này thì nếu như các bác nào mà chịu chơi thì các bác có thể sơn thành màu vàng gold. Đấy, rất là hay, dị dạng ở những cặp loa như này. Và cái phần đá này thì nó sẽ là rất là bền. Đấy, các bác chỉ trừ là các bác bê búa thì các bác đập thôi. Còn đâu nếu như để nguyên một cái cặp loa này thì các bác cái chơi đến lúc hỏng hết loa mà vỏ nó vẫn còn nguyên. Thì đấy là cái ấn tượng nhất và Xuân Đỉnh khoái về những cặp Pioneer model của nó SX50 các bác nhé. Mức giá là 4.500.000. Hiện tại Xuân Đỉnh đang có hai cặp. Hôm nay thì Xuân Đỉnh nên giới thiệu ngắn gọn cho các bác là hai cặp loa rất là dị dạng của hãng Pioneer. Các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp vào Xuân Đỉnh theo số điện thoại trên bài. Xin kính chào và gặp lại trong những video tiếp theo.